Anh nói cái gì? Hả? Tại sao có thể như thế được? Tại sao anh lại giấu em? Hả? Hay là do thời gian vừa rồi em giận dỗi anh, nghi ngờ anh cho nên là anh mới đối xử với em như thế đúng không? Không phải như vậy. Chỉ có điều anh chưa thể nói ra với em sớm hơn. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Gây tai nạn chết người, trốn tránh trách nhiệm trong một thời gian dài, lại còn giàn dựng người nhận tội thay. Pháp luật nhất định sẽ không tha cho nó đâu đúng không anh? Sẽ phạt nó rất nặng đúng không hả anh? Sao? Bao giờ? Anh đã nghiên cứu điểm quy chưa? Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình. Hay! Có thế mày không nghĩ ra? Tuyệt vời! Thằng này phải bị thần kinh, phải có tiền sử bệnh thần kinh. Xử phạt bị cáo Huỳnh Đài Long 10 năm tù. Cháu không thể dừng lại nếu chưa tìm ra sự thật. Đây là một vụ phức tạp, nhưng không ngờ lại phức tạp đến như vậy. Tuyệt đối không được nói về chuyện đó. Cậu có biết tại sao tôi lại muốn giao án hình sự cho cậu không? Tôi sợ rằng ân oán kiếp trước sẽ không buông tha cậu ta. Xử phạt bị cáo Huỳnh Đài Long 10 năm tù. Không thể dừng lại nếu chưa tìm ra sự thật. Đây là một vụ phức tạp, nhưng không ngờ lại phức tạp đến như vậy. Tuyệt đối không được nói về chuyện đó. Cậu có biết tại sao tôi lại muốn giao án hình sự cho cậu không? Tôi sợ rằng ân oán kiếp trước sẽ không buông tha cậu ta.